Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Bàn đi chay là một thiết bị quan trọng cho những bữa tiệc nhộn nhịp. Tuy nhiên, bàn đi chay cũng rất dễ mắc bị hư hỏng hoặc bị lỗi khiến niềm vui của bữa tiệc bị gián đoạn. Đừng lo lắng, Limosa sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những phiền toái đó. Đầu tiên, Limosa sẽ gợi ý cho bạn một số lỗi thường gặp ở bàn đi chay như: không hoạt động, mở không lên nguồn, bị cháy nồi, bật máy 5 đến 10 phút mới chạy hoặc chạy 2 đến 5 giây tự tắt, có tín hiệu nhưng không hoạt động, bị vào nước, mở tắt thất thường, đèn báo nguồn đứng yên, dơ le kêu lạch cạch. Các lỗi màn hình như thấy ảnh tối, hiển thị kém, trắng màn hình, ảnh thấy mờ xương vỡ mảnh, bị kẻ ngang, kẻ dọc, bị bóng chữ, trông hai hình, bị rụt, gợn lóa hình trắng, chạy có tiếng, không hình, không chỉnh được menu, không nhận USB, không nhận tín hiệu cổng AV, HDMI, không nhận tín hiệu từ xa, đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng. Các vấn nạn khi sửa chữa: 1. Lừa đảo. Lừa đảo trong ngành sửa chữa bàn đi chay thường xảy ra dưới dạng các cơ sở dịch vụ không uy tín hoặc cá nhân không có chuyên môn. Họ có thể thông báo các vấn đề không có thật hoặc phóng đại mức độ hỏng hóc của thiết bị để tính phí sửa chữa cao hơn. 2. Hét giá. Khi các cơ sở sửa chữa báo giá dịch vụ cao hơn so với mức giá thị trường hợp lý, thường là do thiếu minh bạch trong việc báo giá hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng. Limosa có thể sửa chữa cho các hãng nào? Trung tâm sửa chữa điện lạnh điện tử Limosa không chỉ cung cấp dịch vụ sửa bàn đi chay tại nhà với giá rẻ, mà còn chuyên sửa các bộ phận của bàn đi chay như tai nghe đi chay, loa bass, túi sách đi chay, vân vân. Bạn nhận được gì khi sử dụng dịch vụ sửa chữa Limosa? 1. Limosa luôn sử dụng linh kiện thay thế cho bàn đi chay nếu có hư hỏng cần thay thế, đảm bảo chính hãng, chất lượng và luôn có tem mác bảo hành bàn đi chay đầy đủ. 2. Đội ngũ thợ chuyên dịch vụ sửa bàn đi chay tại nhà thành phố Hồ Chí Minh của Limosa có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và nhanh chóng. Là những thợ lành nghề có chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ tốt mọi yêu cầu của khách hàng. 3. Có mặt nhanh chóng tại địa điểm yêu cầu chỉ trong 15 đến 30 phút khi nhận được thông tin, không ngại xa, không kéo dài thời gian chờ đợi. 4. Quy trình thực hiện sửa chữa bàn đi chay chuyên nghiệp, nhanh gọn, áp dụng đúng kỹ thuật, đúng phương pháp mang tới dịch vụ chất lượng nhất. 5. Mức giá sửa bàn đi chay Limosa cung cấp cho khách hàng hợp lý, phải chăng, cạnh tranh và tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi còn có nhiều ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ nữa. 6. Tiến hành kiểm tra ban đầu cho bàn đi chay hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ chỉ thu phí dịch vụ khi báo đúng giá và được khách hàng đồng ý. 7. Chính sách bảo hành cho bàn đi chay sau sửa chữa lâu dài, lên tới 6 tháng. 8. Dụng cụ, thiết bị để sửa bàn đi chay đảm bảo luôn được chuẩn bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng được việc sửa chữa cho khách hàng tốt nhất. Quy trình sửa chữa tại Limosa. Limosa mang tới cho khách hàng sự rõ ràng và minh bạch trong từng khâu thực hiện với quy trình sửa bàn đi chay cụ thể sau đây. Bước 1. Tiếp nhận thông tin dịch vụ thông qua hai cách. Khách hàng đến trực tiếp trung tâm sửa chữa của Limosa. Liên hệ hotline 19002276 đối với khách hàng có nhu cầu sửa chữa thiết bị tại nhà. Bước 2. Kỹ thuật viên kiểm tra những hư hỏng mà thiết bị đang gặp phải. Sau đó, thông báo lại với khách hàng và đề xuất phương án sửa chữa hiệu quả nhất. Bước 3. Nhân viên báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị cho khách hàng. Bước 4. Khi nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng, thợ kỹ thuật sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý những hư hỏng mà thiết bị đang gặp phải. Bước 5. Khách hàng cùng với nhân viên thợ kỹ thuật sẽ kiểm tra lại thiết bị khi đã sửa chữa xong. Nếu mọi sự cố đã được khắc phục hết, nhân viên sẽ dán tem bảo hành và thu phí dịch vụ sửa thiết bị. Bước 6. Thực hiện bảo hành cho khách hàng khi nhận được yêu cầu bảo hành theo chính sách của Limosa. Limosa hy vọng rằng thông tin chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình sửa chữa bàn đi chay của Limosa. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng sự chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể click vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.